Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello, hello các bạn. Đây các bạn ạ. Hôm nay là nhân dịp ngày 30 tháng 4. Anh em bọn mình tập trung để đi triển tại một nơi rất là đẹp các bạn. Có núi, có biển. Đây các bạn. Phong cảnh rất là đẹp. Quá tuyệt vời. Đấy. Đây, đây là toàn bộ xin mời từng người giới thiệu một nào. Bắt đầu xin Nhật. Chào, mình là Nhật Béo. Rồi, người tiếp theo. Xin chào các bạn, mình là Đức Lột. Xin chào các bạn, mình là Trung Đô. Tiếp tục. Chào các bạn, mình là Đồng Thúy. Chào các bạn, mình là ông Đẹp Trai này. Chào các bạn, mình là Phi Hùng. Trường Cô Lô Nhuê. Trong Kết. Xin chào các bạn, mình là Trong Kết. Đấy các bạn, đấy là các thành viên lần đầu tiếp xúc với màn ảnh nên hơi ngại. Đây, ở bên kia hôm nay là cắm trại. Ở bên kia có rất nhiều khách các bạn ạ. Hôm nay tập trung về đây rất đông. Đấy. Rồi bắt đầu bọn mình sẽ giới thiệu về món ăn hôm nay các bạn. Đấy, các bạn nhớ đón xem nhá. Đây các bạn ạ. Đây là thiên nga nhá các bạn. Con này là thiên nga nhá. Rất là đẹp. Từ khi để ra như mình chứ chỗ ai ăn Phật con vịt ra đi các bạn ạ. Đấy là Nhật Béo nha bạn. Vịt nha, vịt bầu trời. Tham một con vịt, tham một Phật vịt nha các bạn. Nhìn mặt trong rồng vịt thôi. Kén cứ đóng ấy, con bắt xuống ăn bỏ lên nó ngả. Cần để đóng cái phút luôn. Rồi, bẻ sang. Rồi, châm lửa đi. Lại là đàn ba này. Hai đứa. Vâng. Đi mất đó. Chơi. Chơi. Hỏi một câu hỏi nha. Hỏi đi. Hai đứa có tin với đàn ba không? Đàn ba. Đừng có. Đàn ba này. Hai đứa. Hả? Đi mất đó. Chơi. Hỏi một câu hỏi nha. Hãy gọi đi. Hai đứa có tin với đàn ba không? Ô, đàn ba. Từ từ từ. Trời ơi. Wow, đàn ba này. Đàn ba này. Đây các bạn ạ, đã xong chưa? Bọn mình sẽ đem ra trưng bày và thưởng thức.
thơm. Khỏi đá thôi. Đây là hai con lớn nha bạn. Rồi anh em chuẩn bị ngồi vào để. Đây các bạn ạ. Sau một thời gian làm thì bây giờ đã xong. Nhìn rất hấp dẫn. Hai con thiên nga bay giữa một khung trời rất lãng mạn. Rồi bây giờ bọn mình sẽ bắt tay vào chiên em nó. Chiên em nó. Mời cả các bạn nhé. Phải mà từng đứa phải một cắn con chế không có con là phải từng khúc mà nè phải cắn con chế mời các bạn nha mời các bạn nha mời các bạn nha mời các bạn nha John. Đúng rồi này. Đứng đi đây. Đứng trái thì đấy. Không. Buồn chưa? Không chú à? Mời mọi người. Mời mọi người đuôi nha. Hai về. Quả tuyệt vời các bạn ạ. Lại từ 9 giờ đến 12 giờ thôi. Anh đang trong tầm điểm bếp. Mời các bạn nha. Ngon. Rồi. Anh em ơi. 1, 2, 3 Go. 2, 3 Go. 2, 3 1. Ta nữa các bạn ạ. Hơi nặng các bạn.
mình quay video với các bạn. Rất đẹp các bạn ạ. Ủa muộn rồi. Vẫn là cảnh cũ nhá các bạn. Nhìn lại này. Đấy anh Hiền đã rồi. Rồi mời các bạn chiến. Ngon không bạn ạ? Ngon không các bạn ạ? Thằng này ăn nghiêm nhất các bạn. Chảy à. Con bơi ảo lắm nha. Chắc đã tan các bạn ạ. Tiệc cũng đã tan rồi các bạn ạ. Chắc mình sẽ kết thúc video này đây, tại đây các bạn ạ. Mời mọi người cùng đón xem các video lần sau. Chào tất cả các bạn. Hello các bạn. Chào tất cả các bạn nha.